Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thì gần một năm chúng tôi mới trở lại tu viện Vĩnh Đức thăm đạo tràng tu bác quan trai tại nơi này. Thì sau một năm xa cách, không biết quý vị đã tu tập được tinh tấn thêm, tiến bộ thêm được cái gì chưa, hay là cũng y như vậy? Có nhiều cái chúng ta cần phải giữ y như vậy, nhưng mà có những cái chúng ta cần phải thay đổi. Thôi thì quý vị tiến bộ hay không tiến bộ, chỉ có Phật với lại quý vị biết thôi. Thầy biết nữa nó thừa. Chúc quý vị một ngày tập xuất gia thật sự được an lạc trong hạnh nguyện của người tu bác quan trai. A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả quý vị, xin kể quý vị nghe một câu chuyện, một câu chuyện xuân. Tức là tương truyền có một vị sư nọ ở trên một ngọn núi tu hành đắc đạo, được mọi người người ta khen ngợi là đạo cao đức trọng, và có thể biết được chuyện quá khứ, chuyện vị lai. Thì một cái buổi đầu xuân, tức là ngày mùng 1 Tết, có một cụ già tới chùa. Sau khi lễ Phật gặp sư trụ trì, thì ông cụ này ông mới thưa với sư là: thưa sư, con nghe mọi người nói với nhau là sư có thể làm cho con người được bình yên và tội nguyện, vì sư là người biết được hết chuyện cổ kim. Vậy sư có thể làm bằng cách nào đó cho con được sống lâu thêm? Vì sư trụ trì mới hỏi vậy chứ chẳng hay năm nay là cụ bao nhiêu tuổi. Thì cụ già này mới nói là: tính đến mùa mai năm ngoái, tức là mùa mai năm rồi đó, con đã 79 mùa. Không trả lời liền, thì thôi cộng thêm mùa năm nay nữa là 80 đi. Không, tính mùa mai năm rồi là 79 mùa. Thì vị sư trụ trì mới hỏi vậy chứ chẳng hay cụ muốn sống thêm bao lâu nữa. Thì ông cụ ông mới nói là: con chỉ cần sống thêm 10 năm nữa thôi, tức là được 90 tuổi. Vậy thì vị sư trụ trì mới nói: tại sao lại phải 10 năm? 20 năm nữa đi. Cho chẳng 100. Thì ông già này ông vui lắm. Ông rất là vui là tại vì ông được sống 100 tuổi. Ông sợ chết. Ông sợ chết vô cùng. Không biết ở đây có ai sợ chết không? Có không? Sao không? Người nào mà nói không sợ chết thì người đó không bình thường rồi đó. Dù mình chưa biết cảm giác chết ra làm sao nhưng cũng cảm thấy sợ sợ. Thì vị sư trụ trì này mới hỏi vậy chẳng hay 80 năm qua đó ông làm cái gì? Thì ông già này mới nói: 80 năm qua hồi nhỏ ông không biết, nhưng từ khi ông biết khôn á thì ông thấy ông sống rất là vui. Bây giờ chỉ cần ông sống thêm được 20 năm nữa là ông thoải mái lắm rồi. Ông không có buồn, không có vui gì, không có buồn, không có phiền, không có lo lắng gì nữa hết. Từ trẻ tới giờ là ông được nhiều cái lắm. Hạnh phúc bên gia đình, rồi công thành danh toại đủ thứ hết.
Ông nói từ lúc ông biết khôn tới giờ tức là 70 năm. Ông cảm nhận được những cái niềm vui trong cuộc sống của ông. Còn 10 tuổi đầu là ông không biết gì hết. Ông còn nhỏ quá, ông không nhớ. Thì vị thiền sư nói thôi vậy thì cho ông thêm 70 năm nữa, tức là thành 150 tuổi, để cho ông sống lại đúng y như cái khoảng thời gian mà ông biết vui. Ông 70 năm ông cảm nhận được vui, thì bây giờ cho ông đúng thêm một số 70 năm nữa để cho ông biết. Giống như là cho xả láng luôn đó, cho ông vui thoải mái luôn. Tại bây giờ ông cảm thấy ông già rồi, 80 tuổi là ông già, là ông sắp chết rồi. Ông mới khát khao là ông được trở lại cái tuổi thanh xuân. Cho nên cái vị sư cái chùa này nó cho ông thêm 70 năm nữa, như vậy là được 150 tuổi. Thì ông ngồi mới suy nghĩ, ông mừng quá. Nếu ông sống được 150 tuổi nữa thì bên cạnh ông là con đàn cháu đóng, không biết cháu kêu tới bằng cái gì, chích chắc gì nữa, nhiều lắm. Ông nghĩ lúc đó ông sẽ là cái người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Ông nói nhưng mà như vậy thì làm sao ông nhớ nổi. Vì thiền sư mới hỏi ông vậy chứ, chẳng hay 70 năm qua trong cuộc đời của ông nhớ lại coi nó mau hay nó chậm. Cái ông nói là bạch hòa thượng, con thấy sao nó như một cái chớp mắt. Bây giờ nghĩ là 70 năm nó nhanh quá, cho nên bây giờ mà thầy mà cho con 70 năm nữa thì nó cũng bằng một cái chớp mắt nữa thôi, cho con 300 tuổi đi. Ông xin lơn thành 300 tuổi, tại vì ông đã trải qua 70 năm, bây giờ ông thiền sư cho 70 năm thì bằng một cái chớp mắt của ông nhớ lại chuyện xưa thôi. Thì ông mới nói bây giờ thôi sư cụ cho con 300 năm đi, chứ bằng không là con chớp con cái nữa, cái nó 70 năm nữa rồi, bây giờ cho con chớp vài cái, chớp mắt vài cái, cuộc đời này nó qua nhanh lắm. Vậy thiền sư đồng ý, được rồi, cho ông 300 năm. Ông này ông vui quá. Thế là ông nhìn thấy cánh mai nó nở rực rỡ như vậy. Một năm mai nó nở một lần, đó là dịp Tết. Một lần nở là một lần. Ông cảm thấy ông vui. Với lại cuộc đời, vì ngày đó ai cũng vui hết. Bây giờ được 300 năm ông cảm thấy ông mừng. Cứ như vậy là ông sẽ đếm thêm 280 mùa mai nở nữa. Nhưng mà chờ cái những cánh mai ông vừa nhìn đó, ông thích đó, gió nó thổi ngang cái nó rớt lả chả hết những cánh sơ sát. Những cành mai nó tan tác trước gió đông. Gió đông là gió ở hướng đông thổi tới, chứ không phải là gió của mùa đông nha. Thì vào dịp Tết mới có gió từ hướng đông thổi tới, cho nên còn gọi là gió đông. Ông nhìn những cánh hoa như vậy, ông thấy sao nó mau quá. Nó mới đẹp đó, cái nó tàn đó. Cũng vậy 300 năm của mình nó cũng sẽ nhanh lắm. Một mùa mai nó nhanh lắm, chỉ cần một cơn gió là qua một mùa mai. Thôi thì cho sinh được sống thiên thu. Quý vị có khi nào có cái suy nghĩ giống giống ông này không? Đừng có chối. Mình không cầu sống lâu giống ổng, nhưng mình ít nhất cũng có những cái quan điểm giống ổng về một cái phương diện nào đó. Chúng ta muốn có sự bền bỉ lâu dài, phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, thực ra có cái gì để gọi là vĩnh cửu trong cuộc đời này không? Không. Cho nên hôm nay thầy xin phép trình bày với là đại chúng qua chủ đề thiên thu. Thiên thu là 1.000 năm. 1.000 mùa thu là 1.000 năm. Tại vì mỗi năm chỉ có một mùa thu. Do vậy người ta nói tới thiên thu,
Cái danh từ này có thể gợi cho chúng ta một cái suy nghĩ, đó là sự trường cửu, tức là mãi mãi ở một chỗ đó, gọi là thiên thu. Giả tỷ như chúng ta có một cái mối tình nào đó, nhưng mà chợt một trong hai người, người kia ra đi mãi mãi, mà chúng ta chưa nói được một lời ước hẹn, chưa nói một lời từ biệt, mối tình đã chôn chặt ở trong lòng mấy mươi năm vẫn còn nhớ như ngày hôm qua, tạm gọi là tình thiên thu, phải không? Sao không cười? Phải không? Nó dạ, dạ lớn chừng nào chết hùng nấy. Khi mà chúng ta tiễn một cái người nằm xuống, thì tới cái chỗ mà chôn cất thì chúng ta gọi là gì? An nghỉ ngàn thu. Tức là cái chỗ đó, chỗ an nghỉ ngàn thu là an nghỉ đời đời, chứ còn ngồi dậy nổi nữa đâu, có còn đi đâu được nữa. Tức là nằm im đó luôn, thành tro thành đất, ở ngay cái chỗ đó gọi là nơi an nghỉ ngàn thu. Và suốt cuộc đời mình không gặp được, đời sau cũng không chắc gì gặp lại được cái hình ảnh đó, cho nên gọi là thiên thu vĩnh biệt. Thì cái chữ thiên thu đây là chỉ cho cái sự mãi mãi với một cái thời gian dài. Ở đây không phải nó đúng 1000 năm, mà là cái chữ thiên thu này nó là một cái con số